Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Đề tài bình luận thời sự số 3 có tựa đề so sánh hải quân Hoa Kỳ và hải quân Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, tin tức trong hoạt động hải quân quốc tế đã ghi nhận các sự kiện sau đây. Tính tới đầu năm 2020, Trung Quốc đang sở hữu một lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với lực lượng chiến đấu tổng thể khoảng 350 tàu và tàu ngầm, bao gồm hơn 130 chủ lực tác chiến mặt nước. So sánh, lực lượng chiến đấu hải quân của Hoa Kỳ là khoảng 293 tàu và tàu ngầm, trong khi đó Trung Cộng là 350. Tôi xin nhắc lại, Trung Cộng, lực lượng hải quân Trung Cộng có 350 tàu và tàu ngầm, lực lượng hải quân của Hoa Kỳ có 293 tàu và tàu ngầm. Đây là số liệu được công bố vào cuối tháng 9 năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, các nhà phân tích cho biết việc mở rộng binh chủng hải quân nhằm bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của Trung Cộng, đặc biệt là trong khi Bắc Kinh đang bắt đầu các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Nhưng công việc này cũng tạo ra một thách thức lớn đối với Trung Cộng. Một số người cho rằng Trung Quốc có quá ít căn cứ ở nước ngoài để hỗ trợ tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện vẫn duy trì 80 căn cứ quân sự tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, bất chấp gần đây đã đóng cửa hàng trăm căn cứ tại Iraq và Afghanistan. Trong khi đó, Trung Cộng đến nay mới chỉ có một cứ điểm ở Djibouti mà Bắc Kinh tuyên bố chỉ là cơ sở hậu cần, chứ không phải là một căn cứ hải quân thực thụ. Đó là theo lời tuyên bố của Trung Cộng. Tôi xin nhắc lại, cho đến bây giờ, Hoa Kỳ có 800 căn cứ hải quân tại 70 quốc gia trên khắp thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ có một căn cứ hải quân tại Djibouti mà Trung Cộng gọi là một căn cứ hậu cần, chứ không phải là một căn cứ hải quân thực sự. Hải quân Trung Quốc thiếu cảng ở bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. Vì vậy, hải quân Trung Quốc đang gặp khó khăn về vấn đề cảng ở bên ngoài Trung Cộng. Trong khi hải quân Hoa Kỳ lớn hơn nhiều so với hải quân Trung Quốc, tính theo trọng tải tàu, cơn sốt đóng tàu tại Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách này. Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ dự đoán lực lượng tác chiến hải quân tổng thể của Trung Quốc sẽ ở dưới mức 425 tàu và tàu ngầm vào năm 2030. Quốc gia đông dân nhất thế giới có cơ sở hạ tầng đóng tàu hiệu quả và đông đảo với hơn 20 xưởng đóng tàu hải quân trong thập kỷ vừa qua, cũng như hàng chục nhà máy đóng tàu thương mại, vượt quá các nhà máy đóng tàu lớn nhất của Mỹ về quy mô và sản lượng. Tuy nhiên, thiếu căn cứ ở nước ngoài là một vấn đề đối với Trung Cộng, vì Trung Quốc, nước này đã quá phụ thuộc vào thị trường. Ý bản tin muốn nói rằng thị trường Trung Quốc thì phụ thuộc vào hoạt động xuất nhập cảng. Trong khi đó thì cái số cảng của Trung Cộng ở ngoài quốc quá ít. Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên ở các địa điểm xa xôi, chẳng hạn như Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latin, Trung Cộng đều thiếu các cái căn cứ hải quân cần thiết. Các dự án và sáng kiến vành đai con đường rất dễ hứng chịu những tổn thất. Sự gián đoạn có thể có tác động to lớn đến nền kinh tế Trung Quốc và thế giới. Đó là nhận định của giới chuyên môn hải quân trên khắp thế giới. Mặc dù quân đội Trung Cộng đã phát triển thành một lực lượng hùng mạnh, nhưng hải quân của họ không thể phô diễn phần lớn sức mạnh này ở bên ngoài biển của Trung Cộng. và rõ ràng Trung Cộng thiếu các căn cứ quân sự ở nước ngoài. Trước cái tình trạng Hoa Kỳ có tới 800 căn cứ hải quân ở nước ngoài, Trung Cộng chỉ có một căn cứ, thì bên phía các chuyên gia của Bắc Kinh, đặc biệt là ông Du Sanming, lại cho rằng chính sách quốc phòng của Trung Quốc mang bản chất phòng thủ, và vì vậy Trung Quốc không cần thiết phải xây dựng các căn cứ hải quân ở nước ngoài. Đây là một lối biện minh vụng về. Sự thực ra thì không có quốc gia nào trên thế giới có lực lượng hải quân hùng hậu mà lại không cần căn cứ hải quân tại quốc ngoại, càng nhiều càng tốt. Sau khi so sánh hải quân của Hoa Kỳ và hải quân Trung Cộng, chúng ta thấy rõ ràng hải quân Trung Cộng thua kém Hoa Kỳ về mặt các cái cảng trên thế giới. Nguyên nhân của sự việc này là Hoa Kỳ có liên minh quân sự với nhiều quốc gia trên thế giới, trong khi Trung Cộng, cái số quốc gia liên minh quân sự của Trung Cộng không đáng kể. Đó là lý do giải thích tại sao Trung Cộng không có căn cứ hải quân ở bên ngoài lãnh thổ của Trung Cộng. So sánh hải quân Trung Cộng và hải quân Hoa Kỳ cũng cho thấy một điều là hoạt động ngoại giao, tức là hoạt động chính trị quốc tế, và hoạt động quốc phòng, đặc biệt ở đây là hoạt động hải quân, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Về mặt ngoại giao, nếu Trung Cộng khôn khéo trong ngoại giao, được lòng nhiều quốc gia trên toàn thế giới, thì đương nhiên Trung Cộng sẽ dễ dàng lập các cái căn cứ hải quân tương tự như Hoa Kỳ, có tới 800 căn cứ hải quân trên toàn thế giới. Trong thực tế, trước cái thời kỳ Đặng Tiểu Bình, trước thời kỳ Tập Cận Bình, thì Trung Cộng áp dụng một chính sách cộng sản thô thiển, nghèo đói. Đây là giai đoạn Trung Cộng gần như không có giá trị đáng kể về mặt quốc phòng đối với xã hội quốc tế. Tuy nhiên bây giờ thì do nhận ra cái hoạt động kinh tế thương mại kiểu chủ nghĩa Mác Lê hoàn toàn bất lợi cho Trung Cộng. Trung Cộng đã bỏ chủ nghĩa Mác Lê để chạy theo hoạt động kinh tế thị trường, và nhờ hoạt động kinh tế thị trường, ngày nay Trung Cộng là một quốc gia giàu có bậc nhất thế giới. Chính vì giàu có như vậy cho nên Trung Cộng bắt buộc phải mở rộng cái hoạt động hải quân, và Trung Cộng hiện đang gặp khó khăn trong cái việc là làm cách nào để Trung Cộng có đủ các căn cứ hải quân ở hải ngoại cần thiết. Sự việc này như tôi đã trình bày là nó muốn có căn cứ hải quân tại hải ngoại thì cái chính sách ngoại giao phải phù hợp với xu thế sinh hoạt của xã hội quốc tế. Trong khi đó, sinh hoạt xã hội quốc tế đối Trung Cộng là những thái độ ngoại giao hung hăng, thái độ ngoại giao sói lang, thái độ ngoại giao coi thường các quốc gia nhỏ, và gần như Trung Cộng công khai phô diễn cái ngoại giao bẫy nợ, dùng đồng tiền để mở rộng ảnh hưởng chính trị của mình. Và việc làm này rõ ràng khiến cho các quốc gia trên toàn thế giới xa lánh Trung Cộng. Các quốc gia khác trên thế giới họ chỉ giao thiệp với Trung Cộng trong những trường hợp cần thiết về các nhu cầu kinh tế thương mại, nhưng nói về mặt uy tín chính trị, nói về mặt lòng tin của các quốc gia trong xã hội quốc tế đối với Trung Cộng thì hoàn toàn cái lòng tin đối với Trung Cộng được đánh giá rất thấp, bởi vì Trung Cộng của Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia cộng sản nào vẫn có thói quen là không tôn trọng luật lệ quốc tế, không tôn trọng lời hứa của mình, nói một đường làm một nẻo, và nếu cần thì thay đổi chính sách ngoại giao quốc phòng một cách trắng trợn, ngang nhiên, xóa bỏ các hiệp ước quốc tế và tìm cách mở rộng sức mạnh kinh tế thương mại, sức mạnh chính trị quân sự bằng những mưu mô xảo quyệt. Đó là tất cả những lý do khiến cho Trung Cộng ngày càng mất lòng các quốc gia khác trên thế giới trong ban giao quốc tế. Trong cái hoàn cảnh ngoại giao của Trung Cộng đang mất lòng các quốc gia khác trên thế giới, thì Trung Cộng lại phải đương đầu với vấn đề làm thế nào để có một số cảng hải quân nhằm giúp Trung Cộng điều hành cái lực lượng hải quân rất là nhiều tàu và quân số rất đông, và đó là khó khăn hàng đầu đối với hải quân Trung Cộng. Có quân số hải quân lớn, có rất nhiều tàu và tàu ngầm, nhưng thiếu hẳn các cái quân cảng ở trên các quốc gia khác trên thế giới. Đây là điều cho thấy một cách cụ thể khi chính trị ngoại giao không có đi đôi với quốc phòng, không có hỗ trợ cho quốc phòng một cách thích nghi, thì giàu nhiều tiền, giàu có tiền bạc và nhân lực, nhưng Trung Cộng vẫn gặp vô cùng khó khăn khi muốn mở rộng hải quân Trung Cộng qua cửa ngõ, mở rộng các cảng khác ở trên khắp thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, đề tài thời sự thứ ba tới đây là chấm dứt. Xin quý khán thính giả bấm subscribe để chương trình của chúng tôi có cơ hội đến với quý khán thính giả trong các cái chương trình kế tiếp, và cái bấm subscribe của quý khán thính giả thực sự là cái phương tiện cần thiết để chương trình của chúng tôi có cơ hội tiếp tục phục vụ quý khán thính giả. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.